Ok. Ta. Mình đang tha bong bong đại con ban thua đòn nà thế na. Mình ta mê riêng chơi thầm cơ tầm một hơi sắp đá tì bùng bầy hơi. Ê sai ní chỉ nuông mau lục vụ xanh long tiết sắp đá tì bùng buồn. Càng tật hơi bèl tớ na. Bé áp ấy thế. Về miền Tây và liên tràn to tiết là hốt là trang tì cho mấy tì nào. Đẹp, mong khi ông đi ập chì ấy tê. Nè đón hệ thua toàn tết mẹ chnay về tờ chìa bà lòng miền mịt thơm miền ấy đôi kia được ai anh chẳng á nè. Tại bà ọt Yeah. ok tỏ, à lưu cùng nói khác, ngày ní cư dân nằm dì dì ông bì Method of Data Collection. Và này thà vị thi xác nông ca bà mai bà mô tân ảnh này. Ta miền vị thi bài mất hơi của đại sản để nét ông hiệp bạn đăng bạn truyệp vì môn màu hai cả thua research vì chia xa và có đòi cái hạt hà vì chia xa ai biết đâu tầm nhiên tất cả năng dây vì chia xa vì miền hai thay một thò lại ọt ai thua tất tàm tất tha ok nhóm nặng khơi thay thơ hình chân nhóm thơ hình chân mẹn thế nhưng biết đâu tầm nhiên từ đây vì miền hai thằng thò bảo vệ chủ bạc hay ai nâng màu lục phù xanh lóng nhóm miền cùng rộng với cư nâng nhóm tập 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 ban video môi bị doctor có chung một sọc sở rấy hay có cư chỉ sạc ra cha nơi ai sọc chỉ lại của mình cầm bánh hay có chung miền khang thua research mà hay có thua video môi là ô mình tên hay ai nâng như nâng vô video bọc quát vô màu mơ từng ọc nghĩa hay nè đọc nên xong đẹp chi cái đó dương đưa dương thua được cho seminar mua chứ á mình ta dương ở ai miền lôi miền thật cái cho chùa vọt đấy bạn đã vô video bị cầm thì xem dùng mà đạo này đó mình mơ ok ta à lấy dương cho ra method of data collection chân nơi nông trên này ni phong đai cứ ngày nay ở vậy đại dương đang gì cái này cứ dương đang gì thà vậy tới chia data collection hay ở vậy tới chia data hay dân có sắp xa phong đai rồi viên sẽ tới chiếc qualitative data hay nâng quantitative data hay dân có nâng dịch thì ông bị primary and secondary data hay chung môi nâng method nông ca phẩm mai phẩm mô primary data ta dân miền ấy khác đôi list down khẳng trọng ní cứ dân miền observation ta nà dân dịch phía observe cứ nét ổn hệ đăng hỏi cứ ẩn kết dương tầng kết dương chọn kết dương mùi chọn tam đán nhưng chọn bạch mạch hay interview questionnaire hay nâng focus group discussion là ứng lạ hay mùi tiết cứ trong cái nước cứ dương nâng vì method of collecting secondary data chương khai nâng cứ nâng ổn hình nâng ban truth trip ổn bì cô tầng ổn hình hay vì chỉ tôn mùi xử mẹp nẹ tầng ổn nông ca thuê research report sản nghiệp thân nặng cho chọc thân nặng master là bao nhiêu được ngọt cái này lấy dân mơ tìm mùi sẽ tới chia data collection chứng data collection cứ sản đạo từ lơ ca gathering information tại dân gathering information đầm bay thuê ấy cứ đầm bay bằng hai đầm bay chlai to tên năng research question đại nè tập học này ban cầm nót bị kia đầm bốn nơi con cá thuê phát triển bắt cá này cá research nhưng chẳng đôi cho nè tập học này miền ấy miền từng topic miền từng research question chứ như ban cầm nót research question dương hai hai rồi có bị dương ban topic dương ban research question cứ dương chập đầm chập xa tầm mới thật ta đầm bay chạy top tên năng research question nữa ta dương trau dồi data màu gì ná hơi dương thuộc bài mấy đồng bài bằng đại tàn nè. Chứ khi nhìn thấy there are many methods available to gather information and wide variety of information sources. Chứ method cứ miễn trả nè, trong cả phần mai phần mô đại tàn nè, hay là bằng phục đại tàn nè, bằng phục phô rồi miễn nè, có vì miễn trả hơn đại. Chứ ở đây bằng nhà cháu chia sẵn khăn bằng phục nợ bề mấy cứ trông thà, ta dân ai select the most appropriate method most appropriate method chẳng vị thi sắc đại sắc xong bộ phút để ai và máy và mô necessary information to answer your research question chẳng cô đào này ca thua research ở trường đấy
môn đồ vốn cầm nọc bằng nhà hà thì hạ thập problem identification hết và tốt vấn đề tổ hóa miếng cả nay dân khuyên bằng nhà hà đặc biệt đọc sai bằng nhà hà bán lúc ra thì dân vô bằng nhà hà nó mà thôi chỉ cả chọc xua hay là bà xin dân ban chọc xua hơi cứ dân chập đàn bằng mai bằng mối bò là miếng là mấy chlai tên nâng xin nua tình ọc nè cả nay nè tổ hóa miếng chlai xin nua tình ọc nâng bán cứ research bằng chân cứ chọc complete tình ọc chân đàm bay chơi sầm nua nâng bán vì mà có na trên này ông này từ để rope master nam mũi đại sạ xong một phát từ nâng research bao nhiêu đàm bay dương ai thằng mày thằng mồ po làm miếng để chạm bạch à lấy những người tọt vậy chứng kiến vậy tha đàm bay riết cùng rong chạy tôn chỉ mỗi lần ca thằng mày thằng mồ đại ta nó cứ này ông này từ để cất ông ti sầm nua để cua để trâu ban chơi nó cua chơi cái mình hai chữ mới nâng phẩm phục bò là miến đá miến sạc đá available thì họ thay nét ổn như trong phương thì sẽ chẳng hãy được về miến sạc ở đá mùi nữa nhưng bạn lựa lan thà topic cứ nhầm chọn ở nét ổn như rất là khuôn ánh của vị trí ca chấp ở rõm rưu một cái dân dự thay chỉ interest tỏa khuôn hai mùi vẫn tiếp với kẹt tôn tư chữ mùi nâng availability of information ta phần miễn đại dương ai từ xoay rồi làm bay chơi từ những research question những dương ai tao biết available sự nghiệp dương đại ở trước bức sinh viên chưa thấy cái thay làm bay plan à data collection ba nước này đó thử cần làm pi sầm núa đại trâu chơi này cần pi sầm núa sầm hay và tao mất cần pi và không phần miễn ta dương ai từ rồi pi nào bạn chưa thấy từ topic để khi em đặt nước này đó này ai adjust bạn và người ta cài sầm rule cài thôi mất ở trớ tập tam để dưỡng ai thừa tập bạc chúng ta tới vừa và nếu mà nét cùng nịch muối và nếu đọc nét cùng nịch bạc chúng xem xem việc này tôi coi cần dễ lơ thấp thì tập muối cái đó là biết ai can tập c liệu ai can này dễ cấp xem cái gì đây à lấy dương mới tập vậy người ta also you must begin to think ahead about how the information could be organized dương có thể kết đến thật ta và xem gì dân ban po là miếng nâng mau hơi nè ta à po là miền tập ở nước cua tài tiếp chăm chặt chay đòi đòi được việc na vì phiền đòi được việc na bỏ phai vì ban này ta interpret data này tới chia descriptive writing mới in ban data mà hay nên thử po là miền vì đảm bay ao tiền những cái snap đòi được việc na hay phải tốt mất ta dân ai report na vậy để dân rộng khơi nữa tại đó audience nó ở chỗ này audience nó cứ committee rồi bao sao còn chưa lại dưỡng ai có đôi chỉ crew bao nhiêu này supervisor này associate supervisor long cắt tập mà nè năng rút cứ ok chấm viên miên a step bảo vệ cùng to cùng bà rắm ấy ở trên này ông này chấp bàn phơi to phòng nát xua phòng này anh đang chạy tâm một bạn đó, thực tiết à lấy những chập đàn từ vốn ta xây tới dạ thôi 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 quên à lấy trong trình này cái kim như thế what is data chứ tập ca na kim như vậy nó không research data nó cứ sinh ra từ facts facts nó ban này ta chia statement mũi rồi mũi có chỉ hai ca mũi đại phật tại cái giấy biện facts cứ cannot change và đại đô ban này ta mũi bộ mũi cái chân phì ở anh mũi bộ mũi chân phì vì ai chỉ figure chỉ trang mũi mau chỉ grab mũi mau rồi mũi có chỉ tour leg rồi mũi có four miền xem xem ba à từng ông nó cứ việc bầm ra chỉ cứ nông ca sắp xá hay là người thiện chứng cái ai bị thiệt còn mà một chiếc cứ cái người ta data nó cứ is in this dispensable ta nói dispensable nó cứ absolutely necessary chứ nó không cả sự nghiệp ca thua research cứ data cứ sống khăn bộ phận và admin data thì mình hay research ai research tôi bây giờ dân bằng bằng ca hôm nay ấy cả đó tôi dân đã đau chia sầm khánh tại lệ data dân tiên data mà dân trên nó đang bay mà thôi chia ca sầm khánh chia tất tang là bay bằng hai cho đó nè ô tiền bao nhiêu chứ cái gì data cứ
sống khăn bổng phốt nơi nông ca thuở research đời xa ta à đai ta ổn năng bạc mạch nghĩa chia chùm lời tư nâng research question cả nà dọn miên đai ta từ research question bởi nhắc cứ slide ạp thôi cho cả nà research question slide ạp chính cứ research ạp chọc dân thời tập tỏ thời tiết là hốt đó research question mình slide chọc à lấy dân mời à ní còn là chia tu tử sở rí tế à lấy dân dễ ông pi nơi về để nét ông nhân vừa tại đó chapter 3 cái dân dạy kia research methodology cái dân đào kia sầm khánh cái lớp ta nét ông nhân pra qualitative data rồi một quantitative data ta nét ông nhân pra cả design research method design nữa nét ông nhân design method nó lại pra approach mới nè chỉ qualitative quantitative rồi mỗi có make method à lớp một mình cho đó nó nét ông nhân thử score ha và qualitative data nó như chữ A hay quantitative data nó như chữ A à lấy dùng mới được học này chúng ta nói cái gì về qualitative thì mau chỉ biết là quality cái này nói gì về việc quality cái quân là phép cái quân là phép cứ dùng mơ say mũi và dùng mơ chỉ là cái quân là phép cứ dùng thời ca phép si chấm rơi được nông subject area mũi nè chúng cái gì ta qualitative data deal with description tôi biết đó sẽ làm cái ca bị phô vào rồi nghĩa là lớp thiên là bọn mùi subject area này hay data nét ổn này ai còn kẹt bán bình tế ổn ai vô quên bán ai tam đàn ổn kẹt được này dường số bình tế vô hợp bán rồi thì họ thay nét ổn này trong vô phiếp rị rị vô bán mít phiếp rị rị nhưng ở miền tây bắc bạn rất mới còn nét ở miền research question nữa nét ở miền nó không khác con sơ là o được vấn đề miền sơ mà nét sơ e nó cứ quan tâm là mau liên dữ trên nét ở miền chọn thua mất thật ta nét ở miền chọn đăng à hai ấy mua là hai ấy để quan tâm là mau liên dữ chính cư dân thử mơ từ lớn slot mình trắng từ lớn behavior bằng quan cái này dân vậy thì behavior à cặp cặp kết giá là bao bọc mà nè nó cứ dễ sắp xa quá tổ là do anh ai dối tổ bán ở lại vô sợ e nó tổ bọc với sợ bì bà này chẳng bởi xanh chân đang chân đu ta tổ dân observe người ta dọa vô hợp bản đấy à lỡ tì hò kẻ tôn cho mình qualitative data đổi tì hò color, texture, smell, taste, appearance, beauty lạ nâng lạ cứ ở nó cứ sập xong tới của họ vẫn đấy những ai vào cái toàn này sẽ tôn thì mua nên quantitative data vậy tôi mà vẫn cứ quantitative data vì mà biết là quantity là gì vậy quantity cái gì vậy bạn mà tất cả là gì vậy bạn mà cứ vía và con chỉ sẽ tôn chỉ mình tuần lệ đầu tiên họ thay nhận đó nha vừa research mỗi trong đăng thà ta nhận ở trên trong thời ca tiếp tiếp rồi viên ca thì dùng cho chất thật của tua tiên là lực lượng từ đáy nè thì họ ta tập si hình của cô ca còn là thế này đó thì trong đơn than thì rất bao nhiêu nè lòng mà sạc coi chia lai nhớ nè ta phẩm mãn thiện rối cho chất cô ca còn là hay phẩm mãn thiện rối cho chất tập si thế này đó thì cho tập vừa về mỗi mỗi cái cục thịt này hào thì sập từng ống mọi chú ý cút thịt từ chỉ sờ ve muối cút thịt nhà ai chơi chất muối na chơi chất muối na à nó cá na thứ ba nó cứ nó về đây này nó hơi tí hot sao mà rồi nè còn mỗi tên ở đây thì quát nó ban mà rồi respondent trả lời cá na ban mà rồi chẳng thấy cái này ông em mơ tới mà sân coca cola chở anh chiến họp chạy sai mà coca cola chở anh chiến nhưng ai vậy thằng thì sập nhớ thì họ nông mà rồi phía rồi chơi chất Coca-Cola rồi Pepsi 80% rồi. Chứ những ai thơ ca phần thân bạn ta. Bởi xin dương vô thời trạng mà lũa dương của lũa Coca. Rồi một cái dương của lũa Pepsi. Tại bởi xin này ông hề trong bật Explorer nâng bằng thang tiệt. Nên ông hề còn số ta hát ấy. Bởi xin này ông hề rồi khơi tam quantitative nâng khơi ta research dương cho chất Coca. Chờn chiếm Pepsi. Chứ này ông hề ai thua research như thế ha. But time explore căn để xin chụp rơi tiếp đó. Hạt ấy ban trên thì sập dưới cho chất cổ cá tràn chiếc tập sự thì họ dẫn đó. Chứ là nếu mình chọc đam kẻ tôn tới cho mình description rồi nè. Tôi mơ, so why,
ấy nó từ ở nó khai ấy nó là nó chập làm gì chúng ta rồi tốt mất tiền không ở quantitative data nó từ đó cứ data bị ai trâu ban vô hoàn và rồi thì họ ta dân dạy bị bật đau dân dạy bị cùng phu dân dạy bị area dân dạy bị tổng phong dân dạy bị tổng ngôn lập bươn phê và lia cùng tao humanity sound level ấy từng ở nó là nó sẽ không đại rồi mà ai bỏ bạc ta data na đài ai pra chỉ tu rồi lấy nông cao vô hình bán là những cái hào phong bị thay thử đạt ra à lấy gì mà tập nè thì họ thì họ tìm mùi dân khi rút cùng đu mập tiền nữa cùng đu prên ở dân mơ thật qualitative data kê bao sầm khăn tình lợi ấy chứng dân mơ khơi thay dân khơi nhìn bò khiêu bò bạch tông ở dương miền à frame nó à song song khăn nó có goal có dương giấy pi smell mà đỏ smell the old musty texture in so brush stroke of oil a peaceful scene of country masterful brush stroke ấy lặng lặng chứng cái này cái giấy pi qualitative từ lớp subject area mỗi cái mơ từ lớp quality mơ từ lớp thiết trong như thế quân được phép được bao sắp chị này, tại bản thân dương mơ từ lâu từ đã sắp chị area bao nhiêu cái vụ một tiếng nên từ đã, bây giờ là về con thì sẽ tiếp cái gì về tổng hôm à, đọc in con đọc buồn in, chỉ muốn được frame bao vía, xong năng đọc buồn con đọc bổng vây, từng ngôn bổng vây cho tram pound, hay áp tay thằng mục này cũng nô năng cứ, rồi size subsquare in, hay tầm lại bao nhiêu bài rồi là chứng còn là subject area mới đó, chúng ta qualitative data cái ML ấy, quantitative data cái ML ấy, anh lấy gì mà tập vậy? Thì họ là về cà phê, chứng mà riêng vậy thì qualitative data cứ riêng vậy ông Phi ở quấy để chạy tôn tên năng nhiên bao dưỡng, thì họ robust aroma, frosty appearance, strong taste, burgundy cup ấy, lặng lại như thế. Tại vì riêng vậy quantitative cứ sợ tua lệ. Là pi ăn ở là tê bầm ra nó không sẽ còn là phim rồi hai sập bar lên hai hay serving up seven in in hai cost bốn chục cao sập em thì họ bị mấy phần dân 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 bị qualitative tư dân đôi này nó có những mình bị friendly civic minded environmentalist positive school spirit hay là tầng ở nắng cứ ai vô tuổi lại tổng ban này cứ nên ở này đăng đói ca cho observer rồi bỏ researcher tại sao mẹ quantitative data ăn dễ chớn dễ thường chỉ muốn mà thằng nắng miền của môi mà sala nắng miền của môi ở chất sắp đi student chẳng tư con sắp say bây giờ cao buôn sắp pro phi ở chất sầm bay hay học sầm bay phía rồi on honor roll ấy rồi hai sub student accelerated in March miền cà cà lang nó không cà riêng cái nắp chi ấy nhân tới anh ấy còn chịu tia ho thì à lấy dân cho tập đoàn mùi tiền chứ không bài mấy cái dân vậy ông pi qualitative data hay quantitative data à lấy dân vậy mua chiếc nguyên là tập kiện data cả đại dân vậy ông pi primary data hay là secondary data cái gì ta in term of data collection cứ cả data nó miễn phí tập hợp cứ tìm mối tiếp theo là primary data tên này trong bong nó cứ bắt mạch cứ data đại đại diện từ tua ban tam là dạng cả observe rước co phẩm mol ban đổi tua bị bắt bị sao lấy tìm mối bảo hiểm chứng minh này thật data nó cứ cả trên bị data đại researcher luôn ấy nó từ phẩm mol mà first hand data nè cái data ở tí hó data collected by you as a researcher through interview or questionnaire lặng lặng hay con đầm lay này cả từ tua ban primary data nó cứ with first hand information net on đi chốt cái net on cái ban mỏng từ bao ok mỏng first hand hay bài nhà ha là o mới tiếp từ form miền này từ tua ban cứ up to date toàn sự máy cá đó secondary data cứ kinh dễ second hand data tên là nấy đại tụ bán đại tỷ phi
là cái này vậy tí pí bạn này tình này để cái vừa hơi mà đó hay vô một phần mà đó tiền chứng kỳ vậy ta second hand data which has been collected in the past by someone already dạ tên từ lên tên này đã thuộc từ ban cái phẩm mẫu nghiệp về không phải ở tây tạc cá bao nhiêu năm mà nhé hủy hoại hơi đôi để xem ai nhận nó thua literature review từ phẩm mẫu tên này đây phẩm mẫu ai cả sao để chạy tôi cho mình copy bao nhiêu anh ấy cái hào thà second hand data vừa để sai dân từ phẩm mẫu vô là bỏ để cái phơi hơi ưu tiên họ đôi chữ article đôi chữ journal đôi chữ book magazine report ấy hay ở vậy đây là o nó cứ thoáng tha con đầm lấy bao viết con phải giỏi bao viết cứ viết lớn đôi lớn bao nhiêu thua nhận online thua bằng pi Google Scholar hay chúng mình bằng Mendeley nhá mình đo động tí phóng từ mẫu tần lấy bàn ở lươn mang tên ở vậy đây xong hắn tiếp thao ấy brought database hồ ấy có khơi nè trong pitch năm nào đó cho năm nào có hồ khơi nè chẳng database bao viết xua rồi là first hand data với ổn chẳng ấy nè đó chốt tục tỏa tại có cả secondary data của viên miễn disadvantage này cứ suitability trong giới thao viết sạ xong từ chỉ muốn năng research dương đại ớt chúng ta vô data năng máu đang thống nhất xong mùi ở vậy để dân của công nghệ thử thử ớt thì mùi tiếp cứ reliability ta dân ai phân biệt viết bàn ớt chúng ta vô máu vì ớt reliable ớt ai phân biệt ở tại đây đùa lưu viết bàn chẳng bị giảm đại đó tiếp tiếp nè nên mà rút của món bao nhiêu món chứng method of data collection rút của món này cao của máy của mẫu tính hình này nè chứ là lấy dân mơ mà secondary sentence của đời sao viết tích cái này dân dạy secondary cứ dân của máy của mẫu trên phí document cái này ghi dân dạy việc thật document mũi cứ dân ai xâm đạo từ lơ rộng bài ca rộng bảo rộng thạc ba ảnh tập bọt journal sập thư rồi mua có review anh ấy cái hạt thật cả lạc các bạn review này tại bây giờ dây phí primary solving nha. Primary solve thì cả tranh phí cả cho phẩm mai phẩm mố rồi bó researcher của này chứ cả cho phẩm mai phẩm mố nó cứ việc bay chạy kiếp thì chỗ cả là dân dây phí observation cái chọn kết nó cứ viên phi và phép participant observation từ còn non participant observation à nâng dương trực tiếp dương nâng gì lùm ít thật ta xây tư participant observation hay non participant nó xây kế thì phải tốt mới dương mơ bạn mới chết thật ta à mùi ná cho từ qualitative à mùi ná cho từ quantitative chứ người dương khoản dây trong method data collection dương khởi ta ta dùng phải tool nào thì họ tham bảo viết qualitative ta dùng phải tool mùi nà dùng phải observation interview rồi questionnaire à lấy dùng mới tập chứng viên miền mùi tích cứ interview thì individual có bán từ mùi có nè ta cứ chân interview mùi nó bị si phê lấy bếch chứng cái hào này là nó màu bị trông tốc mùi thì thôi chừng focus group discussion thiện xa cùng mong hào tại nhận thuộc tiệm quán mở từ cả phía xa interview nâng tiết viên mỗi tiết viên miền bay chạy chỉ là cái unstructured interview structure interview unstructured interview hay nâng semi structure interview bay vào phép rồi dương dạy bị questionnaire nè tao không biết ai slop anh phải chỉ slop dương đời xa sau mấy covid chứ về class có cái ao dương phơi survey online cái outfit nhờ chỉ email mà dương rồi mọi người khác nhờ chỉ Google Form nhà khác tất cả miền chỉ application ấy same để nhận ông ấy vào trực tức cái ai của máy của mỗi tên này vào hay mỗi tiết cái hạt collective questionnaire cái này collective về chỉ attitude này việc collect mà này nhẹ này từ survey questionnaire bạn ấy còn chọn tạo cái vừa cái còn phần máy của mỗi tờ lọc một cái anh ấy cái collective questionnaire chính những khoản mơ mịt khi nhận đơn này cái này vậy method of data collection từ bàn chạy cái data mịt khi thông thông pì in primary source hay là secondary source primary source rồi mọi người nói hay là first hand source rồi có first hand data secondary là second hand data chứng về class thứ còn là chúng mua ở phía cứ những ai cũng nặng dùng này bạn
first hand data hay cứ bạn này thà first hand bọn này cái cứ researcher luôn này từ phần máy một tuần đấy các bạn to luôn rồi second hand đấy cứ vô bị kê màu tra mà đòn tiền đây là second hand nó mình thà second hand second nó cái nằm đằng sau second phần máy đòn tiếp nhưng mà đằng này ai ai cái sao sao chưa từng ở chưa biết sẽ tiện tôn chưa mua những cái thôi literature review cái này có hay mơ nào mà đông này cứ phía chân cứ secondary source hay rồi có secondary data này hay đây nhưng mà ở nhà ở này bắt đầu chưa sống khăn cứ ở vậy tới đây chỉ journal phía chân journal nó cứ thôi chân hay là internet cứ dân ảnh rộ bàn dân rộ tới có mấy researcher khác research của phép khác là thời tiện tôn chung với những government report là bài ca rồi thật bá rồi mùi cái này đó thì chọn thua bì là việc phong răng lãng quanh nơ ca cực krong rạch chân à xong phôn nơ krong xa là rốt ảnh đó thời cho government này hay ăn tập bọn sao chiếu ấy xin chân ok để xa dân nơ sau mình đón mình đi tí miễn sử nụ